Trở lại với phần tin liên quan đến Việt Nam, tin đầu tiên cho biết là Mỹ đã điều 2 tàu chiến vào vùng biển Trung Hoa tự nhận chủ quyền. Quân đội Hoa Kỳ cho biết là 2 chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ trong ngày 6 tháng 5 đã vừa đi vào vùng 12 hải lý của 2 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam tại Biển Đông. Reuters đã dẫn lời ông Clay Doss, là một phát ngôn nhân quân đội Hoa Kỳ, cho biết hai khu trực hạm có hỏa tiễn dẫn đường gồm USS Rebel và USS Jung Hoon áp sát hai đảo đá Gavin và Gạc Ma ở Trường Sa. Và hoạt động này nhằm mục đích thách thức đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Hoa. Đồng thời Hoa Kỳ muốn duy trì quyền tiếp cận các vùng biển thuộc phạm vi luật quốc tế. Phát ngôn nhân cảnh sản của Bộ Ngoại giao Trung Hoa lên tiếng từ Bắc Kinh rằng việc Hoa Kỳ tự cho chiến hạm đi vào vùng biển này là vi phạm chủ quyền của Hoa Lục. Phía Hoa Kỳ cho thực hiện chiến dịch mang tên Tự do hàng hải nhằm thách thức tuyên bố bị cho là quá mức của Trung Hoa. Thưa quý vị, Nam Hàn tạm ngưng nhận xuất cảng lao động từ Việt Nam. Ngày 6 tháng 5, Nam Hàn tạm thời cho ngưng chương trình tuyển chọn công nhân Việt Nam cho năm 2019 từ 40 quận huyện thuộc các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình và Bắc Ninh. Truyền thông trong nước dẫn nguồn tin từ thông báo của Bộ Lao động cho biết lý do Nam Hàn tạm ngưng tuyển chọn là do có trên 30% công nhân Việt Nam không về nước sau khi hết hạn hợp đồng. Hiện tại có đến 100 quận, huyện có số lượng từ 60 người trở lên đang lao động bất hợp pháp tại Nam Hàn. Bộ Lao động Việt Nam cho biết, theo yêu cầu của Nam Hàn, nếu số lượng và tỷ lệ lao động bất hợp pháp trong danh sách 40 quận, huyện này thuyên giảm thì họ sẽ gỡ bỏ lệnh tạm dừng này. Nếu không giảm thì họ sẽ tiếp tục cho ngưng tuyển chọn cho năm 2020. Năm ngoái đã có hơn 6.500 người Việt Nam sang Nam Hàn làm việc, thưa quý vị. Hội nghị Thái Bình Dương năm 2019 khai mạc tại Tuy Hòa. Truyền thông trong nước vào ngày 6 tháng 5 đã loan tin chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2019 vừa được khai mạc tại Tuy Hòa, Việt Nam. Được biết là ngoài Hoa Kỳ, Việt Nam còn có Australia, Canada, Anh, Nhật Bản, Malaysia, Peru, Philippines, Nam Hàn và Thái Lan cùng tham dự. Tin cũng cho biết là trong chương trình năm nay, quân nhân Mỹ, Việt và các tổ chức phi chính phủ của các nước đối tác sẽ trao đổi chuyên sâu về y tế dự phòng, các hội thảo chăm sóc y tế, ứng phó thiên tai, cũng như hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Bà Mary Tanaka là Tổng lãnh sự Hoa Kỳ phát biểu trong buổi lễ cho biết, Hoa Kỳ muốn thông qua chương trình này để hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu khi xây dựng khả năng ứng phó cùng với các nước đồng minh, từ đó bảo đảm một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chương trình đối tác Thái Bình Dương được thành lập sau vụ sóng thần xảy ra vào tháng 12 năm 2014, khiến cho nhiều nơi trong khu vực Nam và Đông Nam Á bị tàn phá. Chuyển sang phần tin người Việt hải ngoại, tin cộng đồng tiệc trai gây quỹ chùa Hương Sen. Thưa quý vị, chùa Hương Sen đã tổ chức buổi tiệc trai gây quỹ vào chiều Chủ nhật 28 tháng 4 tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia. Buổi gây quỹ quy tụ khá đông các Phật tử và quý đồng hương đến tham dự. Được biết đây là lần đầu tiên chùa Hương Sen tổ chức gây quỹ tại tiểu bang Virginia. Chùa Hương Sen do Ni sư Giới Hương thành lập vào ngày 8 tháng 5 năm 2013 tại vùng bán sa mạc Paris hẻo lánh thuộc Riverside County, miền Nam California, chỉ cách Phước Lộc Thọ và San Diego 1 tiếng đồng hồ lái xe. Bắt đầu chương trình, Phật tử Quảng Lượng thay mặt ban tổ chức giới thiệu về Ni sư Giới Hương trụ trì chùa Hương Sen. Sau đó, Ni sư Giới Hương cảm tạ Phật tử, quan khách đã đến dự tiệc gây quỹ. Theo lời Ni sư Giới Hương, thì mục đích buổi tiệc trai này là để có dịp hội ngộ cũng như phát khởi thiện tâm để đóng góp bàn tay vào việc kiến thiết ngôi chùa Hương Sen. Xen kẽ phần văn nghệ là chương trình xổ số với nhiều phần quà giá trị và phần đấu giá gây quỹ cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người. Chương trình gây quỹ kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút tối cùng ngày. Căn nhà 3 phòng, lấy tạm cái phòng nhỏ để làm chánh điện, khi có lễ thì là dựng liều dựng rạp ở ngoài sân. Bước sang phần tin đời sống, thưa quý vị, tin vui từ Hoàng gia Anh cho biết công nương Meghan Markle đã hạ sinh một người con trai đầu lòng.
Nữ công nương của xứ Sussex, tức là vợ của hoàng tử Harry, cựu diễn viên Meghan Markle, đã vừa chính thức được làm mẹ sau khi hạ sinh con trai đầu lòng vào ngày thứ Hai, ngày 6 tháng 5. Thể theo hiến pháp hiện tại, đứa trẻ sẽ đứng ở vị trí thứ 7 trong danh sách lên ngôi của Hoàng gia Anh. Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội Instagram, đôi vợ chồng hoàng gia cho biết là em bé đã mở mắt chào đời vào lúc rạng sáng theo giờ Anh quốc và cả hai mẹ con đều được mẹ tròn con vuông. Ngoài ra thì hoàng tử Harry còn gửi lời tri ân tới người dân trên toàn quốc, đặc biệt là những người đã nôn nóng cùng họ chờ đợi đứa con. Thêm nhiều thông tin chi tiết sẽ được tiết lộ trong vài ngày tới đây. Chuyển sang phần tin giải trí, tài tử Vince Vaughn không đệ đơn kháng cáo sau khi bị chính quyền buộc tội lái xe cẩu thả trên đường. Một trong những tên tuổi nổi tiếng, tức nam diễn viên Vince Vaughn, hiện đang phải đối mặt với nhiều rắc rối liên quan tới pháp lý sau khi thừa nhận tội danh lái xe trong lúc say rượu, gây nguy hiểm cho những người khác trên đường vào ngày thứ 63 tháng 5. Mà việc bắt nguồn từ việc giữa hồi tháng 6 năm ngoái, sau khi Vince Vaughn, người từng xuất hiện trong phim Wedding Crashers, bị cảnh sát bắt giữ để kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở trong vùng ngoại ô thành phố Los Angeles, thuộc mặt nam tiểu bang California. Hình phạt dành cho Vince Vaughn là 3 năm quản chế. Ngoài ra, anh còn bị yêu cầu nộp tiền phạt, đồng thời phải đi cai rượu trong vòng 3 tháng tới đây. Và bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối. Hải Bình cũng như Ngọc Trâm xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.